Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 30 cái token gas ở trên cái mạng Algorand nhé. Thì với cái dự án này mọi người cần phải có một cái ví Algorand để tham gia vào cái dự án này. Thì cái đường link tải ví thì mình có để dưới phần mô tả, thì mọi người tải về và tự tạo cho mình một cái ví Algorand nhé. Thì cái cách tạo ví nó cũng tương tự như cách tạo những cái ví thông thường khác thôi, không có gì là khó khăn cả. Rồi, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì mọi người sẽ thực hiện các nhiệm vụ là nhập địa chỉ email này, địa chỉ ví này, và nhập username của Discord, và sau đó mọi người đăng ký một cái tài khoản ở trên cái trang web của GAT này là hoàn thành nhiệm vụ nhé. Rồi, ok thì bây giờ sẽ tiến hành này. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ nhập địa chỉ ví Algorand cho mình. Rồi, thì địa chỉ ví Algorand nó chính là Pera Algo này nhé. Thì cái cách mọi người tạo ví thì nó đơn giản thôi. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào lấy địa chỉ này, bấm tiếp vào Algo này, và mọi người sẽ chọn copy địa chỉ ví cho mình. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào cái mũi tên này. Đó, thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ nhận này. Rồi, sau đó copy cái địa chỉ ví. Ok, và quay trở lại này. Rồi, mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví AngoGo vào đây. Rồi, nhập lại địa chỉ email này. Và ở đây thì mọi người sẽ nhập username của Discord nhé. Thì cái đường link join vào Discord thì mình có thể dưới phần mô tả, thì mọi người bấm vào đó để join vào Discord nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào I agree này cho mình và bấm chọn sign up now. Ok mọi người, đó, nhiệm vụ này nó rất là đơn giản thôi. Và ở đây thì nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Mọi người sẽ copy cái đường link để chia sẻ nhé. Và mọi người nhớ phải join vào Discord nhé. Thì cái đường link Discord mình để dưới phần mô tả. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.